Chào mừng các bạn đã đến với bản thiền dẫn của Vashna Thiên Kim. Trong bài thiền này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sám hối lỗi lầm trong quá khứ và từ vô lượng các kiếp sống để giúp bạn giảm nhẹ năng lượng nghiệp quả đang mang và nâng cao tần số rung động của chính mình. Bây giờ, bạn hãy chọn cho mình một tư thế ngồi thoải mái trong một không gian tĩnh lặng và từ từ nhắm mắt lại. Hãy hít thở một vài hơi sâu, đưa sự chú tâm của bạn quan sát hơi thở. Hãy để cho thân và tâm của bạn có mặt trọn vẹn trong giây phút này. Bắt đầu hít vào một hơi thật sâu và đẩy luồng không khí xuống bụng dưới. Cảm nhận cơ thể đang căng phồng lên và từ từ thở ra chậm rãi, nhẹ nhàng. Cảm nhận cơ thể đang xẹp xuống và thả lỏng qua mỗi hơi thở ra. Tiếp tục như thế, hít vào một hơi thật sâu nữa. Cảm nhận rõ ràng luồng không khí từ bên ngoài lùa vào bên trong cơ thể. Và cứ như thế, thả lỏng toàn bộ cơ thể và từ từ thở ra. Tiếp tục hít vào. Và từ từ thở ra chậm rãi, nhẹ nhàng, có kiểm soát. Bạn bắt đầu đưa sự chú tâm vào trong hơi thở, cảm nhận rõ ràng không gian bên trong của mình. Tốt lắm, bạn đã sẵn sàng cho thời khắc quan trọng quán chiếu tâm của mình ngày hôm nay. Mọi thứ trong cuộc sống đều có rung động. Tần số rung động chính là tần số mà bạn phát ra trong quá trình sống thông qua các suy nghĩ, hành động và thái độ của bạn. Nếu bạn làm việc tốt, nói lời hay, tâm luôn trong sạch và hướng thượng, hướng thiện, thì rung động năng lượng của bạn sẽ cao và trong cuộc sống, bạn sẽ thu hút được những người có cùng tần số rung động với mình. Bạn sẽ gặp toàn những con người tử tế, được nghe những lời yêu thương, cuộc sống cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu mọi thứ đang đến với bạn, bất cứ chuyện gì đang xảy ra với bạn, bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, nếu chúng là bất như ý, là nghịch cảnh, thì đó đều là năng lượng nghiệp bên trong của bạn đã thu hút chúng đến. Nghiệp quả là kết quả của một hành động hay ý niệm. Vì thế, trong mọi hành động mà bạn làm, mọi suy nghĩ mà bạn có, mọi lời nói bạn buông ra, nó sẽ đều cho ra một kết quả, một lực tác động phản hồi lại. Từ đó mà nghiệp quả sẽ quyết định người mà bạn gặp, việc mà bạn cần làm, vấn đề mà bạn phải đối mặt trong hiện tại hay trong tương lai. Bởi vậy, nghiệp quả là quy luật cân bằng của vũ trụ. Nó chi phối mọi thứ trong cuộc sống của bạn, là điều kiện tạo thành quá trình trải nghiệm của một linh hồn, cũng là nền tảng cho sự tiến hóa của linh hồn đó. Nghiệp quả ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ rung động năng lượng của mỗi cá nhân. Nghiệp là hành động và kết quả của hành động. Vì vậy, cho dù bất kể bạn đang trong hoàn cảnh nào, ở góc độ nghiệp, chính bạn là người đã tạo nên. Vậy khi tỉnh giác, điều đầu tiên mà bạn phải biết đó chính là nhận trách nhiệm, lỗi lầm về phần của mình.
Không ai tự nhiên đến để đem đau khổ, vướng mắc cho bạn cả. Tiếp tục quá trình quán chiếu tâm, bạn sẽ thấy cứ mỗi một hành trình sống và trải nghiệm mới, mỗi người lại tiếp tục làm ra vô kể những hành động, vô số những suy nghĩ, lời nói. Không biết có trả được nghiệp cũ hay không, hay vẫn u mê, chấp nhất, rồi lại tạo tác thêm nghiệp mới. Vậy vòng luân hồi cứ thế mà diễn ra, tiếp diễn, luân hồi, không hồi kết. Đó chính là những sự dính mắc khổ đau mà con người khó lòng thoát khỏi. Vậy khi ta có trí tuệ, ta phải tỉnh giác, phải hiểu. Ai cũng thế, qua vô lượng các kiếp sống, ít nhiều cũng đều đã từng làm sai, đều từng có tội. Chỉ khác nhau là bạn có biết lỗi, có ý thức được hay không. Việc gây ra đau khổ cho người khác cũng chính là đau khổ đã tạo cho chính mình. Gây khổ cho người này thì có người khác sẽ đến làm khổ bạn. Dù như thế nào đi nữa, lỗi lầm bạn gây ra đều sẽ mang lại tổn hại, vướng mắc hay đau khổ cho các sinh linh, hoặc là cả chính bản thân bạn. Sám hối là cách để bạn nhận diện được những gì đã gây nên. Chỉ khi nhận được sự tha thứ thì bạn mới có thể giải phóng ra khỏi những sự vướng mắc, khổ đau trong hiện tại và tương lai. Sám hối là điều vô cùng cần thiết để bạn giải phóng mọi khổ sở và mắc kẹt trong chính mình. Từ đó giúp bạn sửa sai, giảm nhẹ tội nghiệp để có một thân tâm bình an hơn, một lối thoát cho linh hồn của bạn. Hãy nhớ, không có một lỗi lầm nào là không thể tha thứ. Nếu bạn không thể tha thứ một điều gì đó cho người khác, bạn cũng không thể tha thứ cho chính mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu đọc lời nguyện sám hối. Bạn hãy đọc thầm trong tâm theo những lời mà tôi nói, với sự sám hối chân thành nhất từ bên trong bạn. Con xin sám hối với chính bản thân vì những lúc đã chưa yêu thương mình đúng cách, để những tâm tư chán nản, lo lắng bất yên dằn vặt chính mình. Con xin sám hối vì đã chưa thấu hiểu, chưa chấp nhận chính mình. Con xin sám hối vì đã chưa tha thứ cho mình. Con xin sám hối vì những lúc chưa trân trọng chính mình, cũng chưa bao giờ đặt niềm tin trọn vẹn cho mình. Con xin sám hối với những khi con đã không biết quý trọng mạng sống, tự mình tước đi, khiến cho bản thân mắc kẹt trong trầm luân khổ ải.
con xin sám hối với những người đã và đang là những người trong gia đình con, đặc biệt là bố mẹ, vợ, chồng, con cái của con. Con xin sám hối với tất cả những nỗi đau, những tổn thương hay sự mắc kẹt mà con đã gây ra cho bất kể ai, dù con có biết hay không biết, có nhớ hay đã quên, cho những người còn sống hay đã mất, cho nỗi đau đang còn hay đã nguôi ngoai. Con xin sám hối trước tất cả những việc xấu mà con đã gây ra, dù là vô tình hay hữu ý, trong tỉnh táo hay vô minh. Con xin sám hối vì đã có những lần sân hận, những lần thù ghét, gây ra cãi vã, đổ vỡ, gây ra tan cửa, nát nhà, máu chảy, đầu rơi. Con xin sám hối vì đã không hiểu cho người khác, gây nên những hờn giận, oán thán, lý luận, cãi vã, trách móc, rồi mỗi ngày lại thêm khổ đau cho chính mình lẫn người khác, gây ra sự phân ly, cả ngày chẳng muốn nhìn mặt nhau, cũng không thèm buông lời nói chuyện. Con xin sám hối với những người có khi con đã trong cơn thịnh nộ không kiềm chế được mình, lòng phừng phừng lửa đốt, mặt như quỷ dạ xoa, tra tấn đầy đọa tinh thần người khác, vật khác. Con xin chân thành sám hối với những tội ác tày trời đã để cho con quỷ bên trong mình che mờ mà tước đoạt đi sinh mệnh, cuộc sống của người khác, của vật khác. Con xin sám hối với người mà ở lúc con dùng lời nói hay ý nghĩ khinh bỉ, cười chê họ, xúc phạm đến họ, khiến cho họ tạo những sự phiền muộn, dính mắc và khổ đau. Con xin sám hối với những người mà con đã tham lam, tước đoạt của vật, gây nhiều thiệt hại. Con xin sám hối vì đã ích kỷ mà muốn giữ thật nhiều cho riêng mình, luôn tích lũy dư thừa, dùng thì chẳng bao nhiêu, còn gây hại, gây khổ cho người khác, làm mệt cho chính mình. Con xin sám hối vì đã có những lúc hưởng thụ quá đà, sanh tâm lười biếng, phung phí cho riêng mình mà chẳng nghĩ đến bất kể xung quanh. Con xin sám hối tất cả những lỗi lầm mà con đã biết lẫn không biết về việc lừa gạt người, dụ dỗ người hay lợi dụng người, khiến người mất mát, lầm than, khổ sở. Con xin sám hối vì những lúc khờ dại khi trước, chẳng biết điều đúng sai mà mãi lo kiếm kế sinh nhai, mãi bon chen lăn lộn, làm những việc thường tầm vô nghĩa, để cho tâm mờ mịt, rối loạn, khiến cho con chỉ nghĩ đến những việc thấp hèn nhỏ mọn mà không thể hướng thượng bao dung. Con xin sám hối vì đã có những lúc tự mãn dương oai, kiêu ngạo chẳng biết tôn ti trật tự, không biết tôn trọng người khác, chỉ thích phán xét,
chê bai, cười cợt, tự cho mình là giỏi, kiêu căng, nhìn cao mà không biết trời cao đất rộng. Còn xin sám hối vì đã khinh thị quá nhiều người, chỉ biết có mình, chỉ để cho cái tâm tác quai tác oái trở thành một cái tôi, nói những lời gây ra lỗi lầm như những lời dao đâm xuyên thủng người khác. Con xin sám hối vì đã để cái tôi to lớn dẫn dắt, khiến trong tâm lòng nảy sinh sự hung hăng, tâm nảy sinh sự dục vọng, khiến tổn hại tới thân, tới người. Con xin sám hối với những người mà con đã có lúc không chọn sự giúp đỡ họ. Con đã có lúc không thể giúp đỡ được họ. Con xin sám hối với những người mà những lúc con đã vô tâm bàn quan với họ. Con xin sám hối với những người vì những lúc con đã bất kính, bất tôn. Con xin sám hối với những người mà con đã không thể tha thứ hay không biết ơn. Con xin sám hối với tất cả những người còn đang thù hận con hay con đang thù hận họ. Con cũng xin sám hối với những người cho dù họ không còn thù hận con hay đã tha thứ cho con. Con xin sám hối với tất cả những người mà con đã không thể tha thứ cho họ. Con xin sám hối với tất cả những người đang trả thù con hay đã chọn cách buông bỏ. Cuối cùng, con xin sám hối vì đã vô ơn với mẹ thiên nhiên, với tạo hóa, vì đã để cho lòng tham, sự mong cầu hưởng thụ mà dẫm đạp lên mẹ thiên nhiên. Con xin vô cùng chân thành sám hối vì đã bất tính, vì đã xem thường vào sự hiện diện của tạo hóa, của thần linh. Om Namah Shivaya. Om.
Lời tự nguyện. Từ khi linh hồn con được sinh ra, con đã luôn chìm trong mê lầm điên đảo, tạo tác không biết bao nhiêu là ác nghiệp. Con đã cố ý hoặc vô tình làm tổn hại, hay thậm chí sát hại người khác, làm cho thân tâm người ấy đau khổ, giày xéo, chịu đựng dằn vặt, ngày qua ngày thêm đau đớn thù hận, khiến cho linh hồn ấy vẫn chìm trong u mê vô minh mà không được giải thoát. Từ tận đáy lòng, con sâu sắc cảm nhận tội nghiệp của mình là vô cùng sâu nặng, khó lòng tha thứ. Tất cả những ác nghiệp con gây ra đều do cái tôi, cái tham, sân, si, mạn nghi của thân khẩu ý mà thành. Bất kể từ ngữ nào cũng không thể diễn tả cho hết sự hổ thẹn, ăn năn và hối lỗi bên trong con. Con cũng đủ hiểu, chẳng thể nào dùng một hai câu xin lỗi để hóa giải tổn thương tột cùng trong thân tâm của oan gia, trái chủ, để nhận được sự tha thứ từ oan gia. Này đã nhận ra sâu sắc những đớn đau con gây ra cho oan gia, chỉ thật lòng mong có thể giúp đỡ oan gia giải phóng khỏi những sự thù hận, thoát khỏi khổ sở mà được an vui. Nếu như trả thù, trút giận có thể làm cho oan gia được giải thoát khỏi sự đau khổ, thì con tuyệt đối chấp nhận và không dám chống cự, cũng sẽ không chạy trốn, và tuyệt đối không bao giờ có một lời oán thán, trách móc, bởi vì đây là tội nghiệp do con tự tạo, tự gây, con xứng đáng được nhận lãnh những quả báo đó. Nhưng nay con đã biết nuôi trồng, tưới tẩm những hạt giống tâm thức tốt đẹp bên trong con. Con đã hiểu về quy luật vận hành của nhân quả, và con đang tinh tấn trên con đường sửa đổi, quyết tâm thực hiện những điều sám hối và trả đáp những lỗi lầm mà con đã gieo. Con hiểu rằng kiếp này nếu oan gia không đến trả thù hay làm tổn hại con, thì kiếp sau nữa, theo nghiệp lực mà linh hồn con đã gây ra, thì con cũng sẽ cần phải chịu lãnh. Con sẽ không trả thù hay oán trách lại, vì như thế, cứ kiếp này đến kiếp khác, con sẽ chỉ mãi trầm luân trong kiếp luân hồi, gieo nên những nghiệp quấy rối lẫn nhau, đời đời kiếp kiếp sống trong phiền não khổ sở, chẳng ai được tốt lên, cũng chẳng ai được giải thoát. Oan oan tương báo, bao giờ mới có thể chấm dứt? Đây thật sự là một hành động dại dột, hủy diệt lẫn nhau, vô cùng đau đớn. Con cũng hiểu thấu tất cả chúng sinh, linh hồn đều có ân đức vô cùng lớn với con. Mỗi người đến với con dù là ác hay thiện đều là vị thầy dạy cho con những bài học quý báu. Vì vậy, con sẽ không oán thù bất kỳ ai gây tổn hại cho con. Con sẽ mãi mãi nguyện xin được tha thứ người vô điều kiện.
con xin nguyện thực hành sám hối mọi lúc, mọi nơi bằng ý niệm, lời nói hay bằng cả hành động. Con xin nguyện từ nay sẽ sống một đời tỉnh thức, không lặp lại những lỗi lầm xưa, cố gắng sửa sai, vượt mọi khó khăn chông gai cản trở của đời thường để vươn tới sự hoàn thiện, hướng thượng và hướng thiện. Con xin nguyện luôn thực tập nụ cười, hơi thở để luôn được bình an và biết sống trong hiện tại nhiệm màu. Con xin nguyện học quán chiếu tâm, tập nhìn, tập hiểu thật sâu chính mình và người khác để bao dung cho chính mình và cho người. Con xin nguyện hướng tâm thiện lành, chăm chỉ thực tập lòng biết ơn, hướng tâm yêu thương, chăm sóc và giúp đỡ đến người, đến muôn vật, muôn loài. Con xin nguyện hướng tâm phụng sự, tận hiến một lòng tin tưởng vào đấng tạo hóa, mẹ thiên nhiên. Con xin chắp tay nguyện cầu, một lòng nguyện cầu. Namaha.
Chắp tay xá đại lễ ba lại. Thành tâm trọn ý. Vậy là bạn đã hoàn thành bài thiền sám hối của mình. Nguyện cho bạn sẽ được bình an. Om Hari Om Tat Sat.